Dạ thưa bác ba, con mới qua. Nhà máy nghỉ trưa mà con qua đây vậy? Dạ công nhân nghỉ hết rồi bác. Dạ thưa ba, con mới về. Coi con nấu cơm cho thằng Hiếu ăn luôn nha. Mà có gì nhâm nhi không? Dạ có khô đó ba. Dạ thôi để con ra phụ Trúc Trà hái mớ rau. Con thèm rau luộc khô quẹt quá rồi bác ơi. Ở phía sau nhà rau tập tàng nhiều lắm. Dạ. Trúc Trà, anh biết dạo này em rất buồn. Em lo nghĩ chuyện của chú Dương đúng không? Nghe nói nè, em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi. Em đừng nghe những gì chú Dương nói. Em thấy tội cho chú Dương quá. Em thấy tội cho cô ấy, rồi có tội cho anh không? Anh biết em là người sống rất nhân hậu, ngây thơ, trong sáng. Em rất dễ bị người khác tác động. Trong khi đó chú Dương lại quá già dặn. Cô ấy đang tìm mọi cách để níu kéo anh. Em đừng để mình mắc bẫy cô ấy. Nếu bây giờ cho anh được chọn lại, anh chọn em hay là Chiêu Dương? Ngốc quá. Anh yêu em. Em đi ra ngoài trước nha. Tao nghe nè Quý. Số điện thoại của anh Bình hả? Chờ tao chút xíu, bữa hổm tao chưa có lưu, trong cạc nè. Hả? Rồi. Tao đọc mày ghi nè. Thôi, cứ mãi đi, tao nhắn cho mày. Thứ ba con đi làm. Nè, chiều về á con ghé chợ mua thêm đồ ăn để anh Hiếu nó qua nó ăn cơm, có thêm đồ ăn cho nó ăn nha. Con biết rồi. Ba hái trà trên rẫy hay là sau nhà vậy? Ba ra sau nhà hái. Ba gom được bao nhiêu á ba đem qua nhà máy của anh Hiếu mai ba bán. Vậy thôi con đi làm nha. Chúc Võ Hiếu của ba sinh nhật vui vẻ.
Trời ơi, sao cuộc đời lại nghiệt ngã như vậy? Cảnh ở đây đẹp quá. Dạ. Ở đây thích lắm à. Dạ, con mời bác vô nha. Ờ. Con mời bác ngồi để con đi tìm ba con. Ừ. Ba ngồi đi. Má. Dạ, thưa bác ba. Mấy người đi tới đây tìm ai à? Ba. Người đàn bà phản trắc, bà tới đây làm gì hả? Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Đi, bác ba. Đi ra đây, đi ra khỏi nhà tôi. Đi, đi đi. Má, bác ba. Má, má ơi. Má. Má. Má ơi. Má. Tại sao? Tại sao bây giờ bà lại xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao chứ? Má ơi. Bác ơi, bác uống miếng nước đi bác. Uống nước đi má. Má. Có chuyện gì vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Má ơi, má nói con nghe đi má. Có chuyện gì hả má? Má. Bác ơi. Má. Bác. Má. Má ơi. Má. Má. Sao vậy má? Má. Má sao vậy? Là con gái của tôi đây rồi. Cái gì? Con gái của tôi đây rồi. Má. Má nói vậy là sao hả má? Con cảm ơn anh trời. Cuối cùng đã cho con gặp lại con gái của con. Má. Má nói cho con biết đi má. Chuyện gì đang diễn ra vậy má? Ba của Trúc Trà và má từng là vợ chồng của nhau. Trúc Trà chính là cô gái ruột của má và ông ấy. Trúc Trà, má là má ruột của con đây. Bác nói sao? Bác là má ruột của con hả? Ba con đã bắt cóc con từ lúc con mới 3 tuổi. Má đã tìm con khắp nơi. Trời ơi. Má. Trời ơi. Vậy con với Trúc Trà là anh em ruột hả má? Má sẽ kể cho hai đứa nghe một câu chuyện, một quá khứ đau buồn mà má đã giấu kín từ bấy lâu nay. Tên thật của má thời con gái là Ngọc Lan. Dọn
Trung, anh Trung. Má sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu ở Sài Gòn. Ngọc Lan là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, mong manh và yếu đuối. Ông bà ngoại con kinh doanh vàng bạc. Bà ngoại con xuất thân từ một gia đình quý tộc thuộc dòng dõi vua chúa. Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay. Lôi nó ra ngoài. Dạ, con lại ông bà. Con lại ông bà cho con ở lại đây đi. Con lại ông bà. Kể từ ngày hôm đó, ba má quyết định bỏ trốn cùng em. Em có dám bỏ trốn cùng anh không? Được, em đi với anh. Em thương con từ khi biết là bất hiếu với cha mẹ nên việc em bỏ đi. Nhưng tình yêu mãnh liệt của hai con người khiến họ bất chấp. Má và ông ấy trốn về một làng chài ở ven biển. Tụi mình có lỗi rất nhiều với ba má. Rồi sau đó, một ngày nào má mang thai Trúc Trà. Anh sẽ đưa các con về, tạ lỗi với ông bà ngoại. Đặt con tên là Thanh Trúc. Không hiểu tại sao ba con lại đổi tên con lại là Trúc Trà. Vậy là con vẫn còn có mẹ. Từ nhỏ con rất thèm hơi ấm của người mẹ. Con ao ước được gọi một tiếng má. Nhưng mà ba nói là má chết lâu rồi. Hèn chi, trên bàn thờ không có di ảnh. Đúng vậy. Bắt ba. Với tôi, ba đã chết từ lâu rồi. Ông đúng là tàn nhẫn và ích kỷ. Bây giờ ba đi khỏi nhà tôi. Không, tôi không muốn nhìn thấy mặt ba ở đây nữa. Tôi không đi đâu hết. Được, nếu ông muốn tôi đi, với một điều kiện, ông trả con gái tôi lại cho tôi. Bà đâu có xứng đáng là mẹ của nó đâu. Bà đi về với thằng con trai của bà đi. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Má. Ê, tôi không muốn thấy cái gương mặt phản bội của bà trong căn nhà này nữa. Đây, ông chỉ biết kệ tội tôi mà không nghĩ tới hoàn cảnh của tôi lúc đó. Ông đã nhẫn tâm bất công đứa con gái của tôi. Tôi đã ròng rã đi tìm con. Ông thật là độc ác. Bà đừng lấy nước mắt ra để mà dọa tôi. Tôi nói bà đi. Bà đi liền. Đi. Bà, tôi không rời xa con gái tôi nữa. Ông có biết là tôi sống trong dằn vặt đau khổ mấy chục năm, ông có biết không? Ông đã tước đi cái quyền làm mẹ và đứa con gái mà tôi đã rất ruột sanh ra. Má. Má ơi, vậy con với Trúc Trà là anh em cùng mẹ khác cha sao? Không, không thể như vậy được. Không thể như vậy được má ơi. Hiếu. Anh Hiếu. Hiếu. Anh Hiếu. Hiếu à. Mình và Trúc Trà là hai anh em. Trời ơi, sự thật chuyện này là sao? Như vậy mình và Trúc Trà không thể đến với nhau. Cũng may là mình còn giữ gìn cho cô ấy, nếu không anh em đã loạn luân với nhau rồi. Con gái của má, má đã tìm con rất lâu rồi. Giờ thì má đã gặp lại con. Con gái của má, con không ngờ mình còn có một người mẹ. Con chọn đi. Có ba thì không có bảy. Ba ơi, ba đừng có bắt con phải lựa chọn như vậy mà ba.
Bà biết là bấy lâu nay con thèm có một người mẹ như thế nào mà. Tao nuôi mày đâu có tệ hả? Không có mẹ mày tao vẫn nuôi mày lớn khôn như bây giờ mà. Ông đã tước đi quyền làm mẹ của tôi mấy chục năm qua, giờ thì tôi nhất định không từ bỏ quyền được làm mẹ của tôi thêm một lần nữa. Ông có nói gì thì Trúc Trà vẫn là con của tôi. Con xin bà, bà cho con được nhận má đi bà. Con xin bà đừng bắt con phải xa má con. Không, mày phải chọn. Có cha thì không có mẹ, có mẹ thì không có cha. Ông thật là ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bà còn dám trách tôi nữa hả? Tôi một đời tôi yêu chỉ mỗi một mình bà thôi. Còn bà thì sao? Bà không ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình hay sao? Bà đi lấy một người khác trong khi tôi lưu lạc ở ngoài khơi. Nếu ông chịu nghe tôi nói và thấu hiểu cảm thông cho những đắng cay mà tôi đã chịu đựng. Bà đừng có nguy biệt. Bà có nói gì tôi cũng không muốn nghe đâu. Sao ông cố chấp đến gì vậy? Lúc trẻ không hiểu chuyện, vì tuổi đời non nớt đã đành. Nay đã sắp tới cái tuổi gần đất xa trời mà ông vẫn bướng bỉnh vì kỹ là sao? Tôi không nói chuyện với bà nữa. Trúc Trà, con chỉ có quyền chọn một trong hai thôi, nghe chưa? Chọn đi. Con đừng lo, rồi ba con sẽ nghĩ lại thôi. Đừng lo nghe con. Bây giờ má lo nhất là anh Hiếu của con đi nè. Nó đang hoang mang lắm, không biết nó đang làm gì và ở đâu nữa. Con à, bây giờ mình phải đi tìm và nói chuyện với anh của con nha con. Dạ. Vậy bây giờ con chở má về nhà mới xem anh có ở đó không. Đi đi con, đi. Chị muốn sai, sai gì chết, để không còn phải nghĩ ngợi gì nữa. Giờ ba rất là lo lắng cho anh Hiếu của con. Có lẽ nó rất là sốc. Con biết không, trước giờ anh Hiếu con rất thần tượng về má. Nó đã không biết gì về quá khứ của má. Con... Ai vậy? Dạ con Quý này bác ơi. Anh Quý. Ủa Trúc Trà. Dạ con chào bác. Em có thấy thằng Hiếu đâu không? Em Quý, bác nhờ con chút việc nè con. Dạ. Có chuyện gì sao hả bác? Trà, cả hai người bộ có chuyện gì hả? Chuyện dài lắm. Giờ tạm thời bác chưa giải thích cho con được. Bác chỉ nhờ con một việc thôi. Dạ. Con có thể đi tìm thằng Hiếu về cho bác được không con? Dạ. Bác đã gọi điện thoại cho nó chưa? Nãy giờ con gọi điện rồi tìm trong phòng mà không thấy nó.
Bác và Trúc Trà đã gọi điện thoại cho nó rồi mà nó vẫn không nghe máy. Có chuyện gì hả bác? Anh Quý à, em nhờ anh, anh đi tìm anh Hiếu về cho má với em được không? Má, em là sao vậy Trúc Trà? Quý à, Trúc Trà chính là con gái ruột của bác. Hả? Thật cả bác, Trúc Trà là con gái ruột của bác. Tao nghe nè. Mày đang ở đâu vậy? Mày có biết á là bác gái với Trúc Trà đang tìm mày hay không? Giờ tao không muốn gặp ai hết. Tại sao vậy? Mày nói đi. Mọi thứ cứ quay vòng vòng, tao không biết phải làm gì nữa. Tao không biết là mình đang ở chỗ nào trong cõi tạm này nữa. Tao thật sự là không biết chuyện gì đã xảy ra với mày. Tao chỉ biết Trúc Trà là con gái ruột của má mày. Nhưng mà chuyện này rốt cuộc là sao vậy Hiếu? Tao cũng không biết nữa. Người cứ như bơi trong không gian, không một chút trọng lượng nào hết. Nói gì thì nói, mày cũng phải về gặp má mày đi. Tao thấy là bác gái với Trúc Trà khóc dữ lắm. Thôi, giờ tôi không muốn gặp ai hết. Để cho tao yên tĩnh chút xíu đi. Nè, alo. Sao mà dai như đĩa vậy? Alo. Em làm cái gì mà anh gọi nhiều lần mà em không bắt máy vậy? Tôi bận việc. Bận việc gì? Tại sao tôi phải báo cáo với anh chứ? Anh bắt đầu kiểm soát tôi từ lúc nào vậy? Không, anh xin lỗi, nhưng mà thực sự anh không có kiểm soát em. Tại vì là anh chính công an, anh tới đây, cho nên là anh gọi em để em tiếp khách VIP đó mà. Tiếp khách thì đã có tiếp viên rồi. Nói với má mì điều tiếp viên tới đi. Anh biết, nhưng mà anh chính hỏi em. Anh đang bảo kê quán của mình, cho nên mình phải né mặt anh chứ. Anh cũng có phần làm ăn trong quán này mà. Anh cứ thay mặt tôi tiếp họ đi. Vậy nha, tôi đang bận. Để coi em từ chối kiếm chuyện với tôi tới khi nào. Bác ơi. Con. Dạ. Con đã liên lạc được với thằng Hiếu rồi. Nhưng nó nói là nó muốn ở một mình. Thôi được rồi, cứ để cho nó một mình đi. Ngày mai bác sẽ nói chuyện với nó sau. Trúc Trà, giờ con đi về đi. Về coi ba con ra sao rồi. Còn má thì sao? Ở đây á, má có út mót rồi, chứ có Kỳ Quý nữa. Không sao đâu con. Em yên tâm đi. Má à, con chỉ muốn được ở gần má thôi. Má cũng vậy. Má hứa sẽ không bao giờ rời xa con một lần nào nữa. Ngày mai nhất định má phải đến nói chuyện phải quấy với ba con. Con về nha má. Má có số điện thoại của con rồi, có gì má cứ liên lạc với con nha. Ngày mai con dạy xong con sẽ tới đây với má. Quý à. Dạ. Bác nhờ con đưa Trúc Trà về. Một mình nó đi trên đường vắng không có nên. Dạ bác yên tâm đi, để con đưa Trúc Trà về. Má nghỉ ngơi đi.
Nếu con liên lạc được với anh Hiếu, con sẽ báo cho má biết liền. Ừ. Về đi con. Đưa nón cho anh. Trúc Trà nè, em vô nhà đi. Anh Quý à, em nhờ anh chăm sóc má em giùm em nha. Anh biết rồi. Nhưng mà chuyện này là sao vậy? Anh thật sự không hiểu tại sao má của Hiếu lại là má ruột của em. Vậy là má Hiếu với bác Ba từng là vợ chồng hả? Em cũng chỉ mới biết tới đó thôi. Ngày mai em sẽ đến gặp má để biết thêm về chuyện ngang trái này. Ra là vậy. Anh hình dung ra Võ Hiếu đã sốc như thế nào. Anh nói là người ngoài cuộc, mà khi nghe chuyện này anh còn thấy bất ngờ nữa. Thôi anh về đi. Ừ. À, thôi anh về ngay. Cho anh gửi lời hỏi thăm bác Ba. Dạ. Anh đi ha. Dạ anh về. Sao con đi luôn đi hả? Con cần má, nhưng con không thể nào bỏ ba một mình được. Ba không bao giờ tha thứ cho bà ta. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, sao ba còn để bụng vậy? Hãy tha thứ để sống thanh thản hơn chứ ba. Con không biết cái gì hết thì con đừng có nói. Bà ấy đã đâm một nhát vào đây, trái tim ba đã chết kể từ khi bà ấy bỏ đi. Có lẽ trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc mà ba chưa hiểu. Vì con thấy má là người có tư cách, đạo đức. Ba, có khi nào ba nghĩ quan cho má không? Cái tội phản bội chồng con là cái tội tày trời. Không có một lý do nào có thể biện minh cho người đàn bà thay lòng đổi dạ hết. Anh uống nhiều quá rồi đó. Cô lại. Em sẽ uống với anh. Là em. Sao lại có mặt ở đây? Tình cờ thôi. Anh uống đi. Rồi nói rõ lý do tại sao anh ngồi đây uống một mình. Anh với Trúc Trà đã chấm hết rồi.
Để nói cho em nghe, anh với Trúc Trà là anh em cùng mẹ khác cha. Hả? Mà anh em ruột thì đâu có cưới nhau được đúng không em? Em có nghe lộn không vậy? Vậy là hết rồi. Hết thật rồi. Tại sao anh lại có thể yêu em gái ruột của mình chứ? Chút xíu nữa là tụi anh loạn luân rồi. Nhưng mà tại sao má anh có thể giấu một sự thật như vậy ngần ấy năm chứ? Anh không biết. Anh thật sự không biết gì hết. Chúc mừng anh có thêm cô em gái. Không, anh không muốn Trúc Trà trở thành em gái của anh. Thôi uống đi. Anh muốn say em sẽ say cùng anh. Uống đi. Sao cuộc tình của anh với em lại đầy sóng gió đến như vậy? Tại sao? Anh với Chiêu Dương mới là một cặp trời sinh. Không, không phải như vậy. Chiêu Dương đã làm cho anh đau khổ rất nhiều rồi. Anh có còn yêu Chiêu Dương không? Còn. Chiêu Dương là mối tình sâu đậm mà cả cuộc đời này anh không bao giờ quên được. Nhưng mà giữa anh, Chiêu Dương là một con sóng dữ. Còn em, Trúc Trà, em là một dòng sông hiền hòa. Anh mong tìm một bến bờ bình yên. Chị Dương, xem lại khóc. Em đâu có khóc đâu. Tại vì bụi bay vô mắt thôi. Uống đi. Bữa nay anh với em uống. Uống cho quên sự đó.
Má đã gìn giữ nó bao nhiêu năm nay, giờ má sẽ giao lại cho con như một kỷ niệm. Con cảm ơn trời Phật, cuối cùng ông cũng đã xui khiến cho má con gặp được nhau. Hiếu ơi, má có nhiều chuyện muốn nói với con. Con trở về đi. Anh Hiếu chú Cường ơi, chú Cường. Chú Cường ơi, mau ra đây chú Cường ơi. Dạ, dạ. Mau ra. Trời ơi là trời, sao vậy nè con? Trời ơi, sao vậy nè con? Chú Cường ơi, đợi nó vô phòng giùm tôi cái chú Cường. Dạ. Cường đâu rồi? Tôi công nhận cô cũng mặc dày thật. Dạ, tại con thấy anh Hiếu nhậu sai quá, con đưa anh về thôi. Tôi không có sai. Thôi đi vô nghỉ đi con. Tôi cảnh báo con là một lần nữa, tránh xa con trai tôi ra. Tại sao cô lì quá vậy? Buông ra. Con xin bác mà. Cô đã buông ra cho tôi. Bác cô im miệng đi. Loại người con gái như cô không biết gì là liêm sĩ hay sao? Cô thử khoác lên bộ cánh đẹp đẽ là biến thành người sang trọng hay sao? Nè, anh Hiếu ơi, cô tránh ra đi. Làm gì mà say dữ vậy hả Quý? Đưa con vô phòng đi con. Dạ. Nhanh lên con. Để cho tôi uống. Nè, cái thằng này. Tôi nói không có sai. Cô đúng là một người con gái hư hỏng. Trâu đi tìm cột, chứ ai đời cột đi tìm trâu. Ngoài kia hết đàn ông rồi hay sao? Sao cô cứ bám con trai tôi hoài vậy? Thưa bác, con yêu anh Hiếu thật sự mà bác. Tình yêu mù quáng của cô sẽ đi tới đâu hả? Tôi nói cho cô biết, cô không có tư cách bước vào nhà tôi đâu. Bác ơi, bác đừng có chia rẽ con với anh Hiếu mà. Anh Hiếu và Trúc Trà cũng đâu đến được với nhau đâu. Cô biết gì mà cô nói? Họ là anh em, đâu thể lấy nhau được. Chuyện nhà tôi không cần cô phải chen vào. Tôi cũng nói cho cô biết rõ, Võ Hiếu và Trúc Trà không phải là anh em ruột của nhau. Hai đứa nó vẫn sẽ kết hôn. Và cô đừng bao giờ nằm mơ nữa. Trong mắt của bác, con có thể là một đứa không ra gì, nhưng mà tình yêu của con dành cho anh Hiếu là thật. Cô
Con xin bác. Cô biết sao mà tôi không chấp nhận cô không? Ở ngoài kia biết bao nhiêu trẻ mồ côi, nhưng họ sống rất là đàng hoàng tử tế, chứ đâu có thủ đoạn như cô. Cô chiếm đoạt tài sản của người khác, đẩy người ta vào chỗ chết, để chiếm lấy cái vị trí mà lẽ ra người khác người ta phải có. Bác vô trong nghỉ đi. Chiều Dương à, Chiều Dương đi về đi. Tôi nói với cô một lần nữa, cô đừng bao giờ đến tìm con trai tôi nữa. Nếu không, cô đừng có trách tôi đó. Bác ơi, thôi Dương đi về đi. Có lẽ là hôm nay gia đình của Hiếu gặp một số chuyện rắc rối, cho nên bác gái mới mất bình tĩnh, nói nặng lời với Chiêu Dương như vậy. Yêu một người thì có gì sai chứ? Đúng là không sai, nhưng có lẽ ta đã yêu sai người rồi. Vậy là mối quan hệ của Trúc Trà và Võ Hiếu như thế nào đây? Con đi ngủ đi. Kệ ba. Ba à, ba kể cho con nghe chuyện của ba và má đi. Con muốn biết ba má đã từng yêu nhau như thế nào, rồi sau đó có chuyện gì xảy ra. Ba với má con có một tình yêu thật đẹp, như trong chuyện cổ tích vậy. Một cô tiểu thư con nhà quyền quý yêu một anh chàng nghèo mồ côi, cũng vì rào cản của gia đình, sự phân chia giai cấp, bà má con đã bỏ đi cùng với ba. Nhưng tưởng đâu, vậy là má con đã sinh con mà không có mặt ba ở đó. Đứa con gái mà ba trông chờ, ba mong mỏi, đã ra đời trong lúc ba ngoài biển. Chuyện của ba và má giống như là chuyện của Romeo và Juliet, chỉ vì đẳng cấp khác nhau mà hai con người đã không được gia đình và xã hội chấp nhận. Sóng gió đã xảy ra khi ba với má con quyết định đến với nhau. Biết là vậy, nhưng mà khi yêu, con người ta bất chấp tất cả. Trời sắp sáng rồi,
Con vào nghỉ chút đi, rồi còn đi dạy nữa. Đi đi. Ba cũng ngủ đi nha. Ngày mai ba kể con nghe tiếp nha. Ừ. Đi nghỉ đi con. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Sao vậy nè con? Sao con uống sai dữ vậy? Uống miếng trà gừng đi con, cho nó ấm nha con. Con à, con sai quá rồi đó. Ngồi dậy đi con, ngồi dậy đi. Lên giường ngồi đi con. Má ơi, tại sao vậy hả má? Má có biết con hụt hẫng như thế nào không? Tại sao con với Trúc Trà lại là anh em ruột hả má? Má nói con nghe đi. Đi má. Má xin lỗi. Không, má đừng xin lỗi con. Con không có muốn chuyện này là sự thật đâu má ơi. Má, tại sao má lại giấu con? Hả má? Con không có muốn như vậy mà. Má sẽ cho con biết một sự thật. Sự thật? Còn có sự thật nghiệt ngã nào mà con chưa được biết hả má? Hả má? Con không phải là con ruột của má. Mà Trúc Trà, Trúc Trà mới là con ruột của má. Má ơi, má vừa nói gì với con vậy má? Con không phải là con ruột của má, mà con là con của ba Hồng và người vợ trước. Không, không phải như vậy phải không má? Má đang gạt con phải không má? Không phải vậy má ơi, không phải vậy mà. Má là má của con mà, phải không má? Má nói đi má, má nói lại đi má. Má ơi má, má, má là má của con mà. Má, má nói lại đi má, má là má của con mà. Má ơi má, má là má của con mà. Má nói lại đi má, má đừng có bỏ con mà. Má nói lại đi má, má là má ruột của con mà. Võ Hiếu, má là má của con mà, má ơi. Nghe má nói đi con. Nghe má nói. Nhìn má nè. Con nhìn má nè. Đó là sự thật con à. Đó là sự thật. Không má ơi, không phải vậy mà má. Má đừng nói vậy mà má. Má là má của con mà. Má ơi, má đừng bỏ con mà.
Tại sao má lại không phải là má ruột của con chứ? Anh Hiếu, tại sao anh lại ở đây? Sao anh ở đây vậy? Anh Hiếu à, anh... Em có sao không? Em không sao. Sao anh lại ra đây vậy? Dịnh không muốn gặp ai lúc này. Anh bỏ má một mình ở nhà máy. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Là chuyện của em và anh, là anh ruột sao? Nói thật là em cũng bối rối lắm. Không, sự thật này còn khiến anh đau hơn. Anh nói em nghe đi, điều gì khiến anh đau hơn nữa? Anh không phải con ruột của má anh. Em mới là con ruột của má. Mọi thứ rối hơn anh tưởng em à. Anh không phải là con ruột của má hả? Chính miệng má đã nói cho anh nghe điều này. Sao tự nhiên mọi thứ rối tung lên như vậy chứ? Chưa một phút một giây nào anh nghĩ là má không phải là má ruột của anh. Má đã yêu thương và hy sinh cho anh rất nhiều. Nếu là một người dưng thì làm sao có thể thương yêu anh còn hơn con ruột hả em? Trong chuyện này có rất nhiều uẩn khúc của người lớn mà chúng ta chưa hiểu được. Anh à, em muốn mình lắng nghe họ nói. Anh đã mất cha, anh chỉ còn có mỗi mình má. Vậy tại sao ông trời lại đối xử với anh khắc nghiệt như vậy? Mình về đi anh. Hãy nghe má nói sự thật. Em và anh dù có là gì của nhau đi nữa thì chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau và tôn trọng nhau. Anh không dám đối diện với má lúc này. Thực sự rất rối em à. Anh à, anh có bao giờ nghĩ tới nỗi đau mà má phải chịu đựng chưa? Cho dù có xảy ra chuyện gì, em nghĩ phận làm con thì không có quyền phán xét cha mẹ. Em thật là sâu sắc, là người hiểu tình hiểu lý. Cảm ơn cô giáo. Em chỉ nghe theo lý trí của mình thôi. Mình về. Dạ, em nghe nè chị hai. Chị nghe thằng Út nó nói á, trên đó xảy ra chuyện gì vậy mợ? Mọi chuyện rối lên hết rồi chị hai ơi. Mà chuyện gì? Mợ từ từ nói cho chị nghe coi. Dạ, em đã gặp lại đứa con gái mà em đã thất lạc hơn 20 năm nay. Hả? Vậy là mừng cho mợ quá rồi. Mợ tìm kiếm chờ đợi bao lâu nay? Em vừa mừng mà vừa lo chị ơi. Sao? Gặp con mừng chứ sao lo? Rắc rối ở chỗ là con của em lại là người yêu của thằng Hiếu đó chị. Hả? Trời ơi, vậy là con bé Trúc Trà nó là con ruột của em hả? Dạ. Em phải nói sự thật với hai đứa nó chị à. Mà mợ nói gì với thằng Hiếu rồi?
Không lẽ mợ nói là mợ không phải là mẹ ruột của nó sao? Dạ, em đã nói. Trời ơi, đã giấu được bao nhiêu năm nay, sao giờ nói chi cho nó khổ vậy? Dạ, em xin lỗi chị hai. Em không muốn, nhưng hoàn cảnh bắt buộc em phải nói ra sự thật chị hai à. Má. Má, tôi còn muốn nghe toàn bộ sự thật câu chuyện. Mở ba, mở ba. Mở còn đó không mở ba? Dạ dạ. Mở còn đó không? Mở ba. Để em gọi chị sau nghe chị. Hai con ngồi xuống đi, má sẽ kể hết sự thật cho hai con nghe. Em ngồi đây đi. Cô đến đi con. Cô ơi, cô có sao không cô? Đưa đứa bé đi, để tôi. Cô vô đây. Con tôi đâu? Con ngồi xuống đây đi nha. Ngồi xích vô, cẩn thận đó. Nè, cô uống miếng trà đi. Cô có sao không? Con tôi. Nè, hình như cô mới sinh em bé hả? Tại sao đi làm sớm vậy? Không đi làm á thì biết lấy gì mà sống. Vậy ba cô đưa bé đâu? Ba đưa bé đi tàu lớn đánh bắt cá, rồi từ đó tới nay không có thấy về. Trời, bây giờ cô không có nên ra đường. Con bé thì còn rất nhỏ, sức khỏe cô lại yếu. Lỡ ẵm con bé đi làm như vậy, có chuyện gì cô tính sao? Hay là cô ở lại đây đi, chăm cho con bé lớn, có sức khỏe tốt, rồi hẳn đi làm. Nếu như cô không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì ha. Tôi... Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chúng ta là người cùng cảnh ngộ, cùng nhau nuôi con nhỏ. Gặp nhau là một cái duyên, trợ giúp nhau là cái tình, cái nghĩa. Đó là lần đầu tiên má gặp ba vợ học và con đó Hiếu. Má đã kiệt sức mà ngất đi, được ba con đưa vô nhà. Nếu như ngày đó không có ba con thì má đã chết, và Trúc Trà không biết phải ra sao. Con không ngờ má khổ đến như vậy. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, chưa bao giờ phải động tay động chân vào việc gì hết, vậy mà phải đi bán từng tấm vé số để nuôi con. Không dễ dàng chút nào hết. Má phải cắn răng chịu đựng rất nhiều. Phần cơ thể rất yếu khi vừa hạ sinh con gái, phần tâm mình chỉ lo lắng và nhớ thương ba của Trúc Trà. Nhiều lúc má tưởng mình sẽ không thể thức dậy vào mỗi sớm mấy. Má, má đã chịu đựng quá nhiều rồi, con hiểu những gì má đã trải qua. Lúc đó Hiếu gần được 3 tuổi, còn Trúc Trà mới được 5 tháng. Má ơi, con không phải là con ruột của má. Chưa bao giờ, má không coi con là con đẻ. Sau này
Ba Trúc Trà bắt cóc nó đi. Bao nhiêu tình thương má trút hết cho con. Chưa bao giờ con nghi ngờ điều đó. Con rất hạnh phúc khi có má. Nếu như không nói ra, chắc không bao giờ con biết được. Mất một đứa con rất đuột đẻ đa. Nó đau đớn như mình mất một phần thân thể. Trúc Trà ơi, má chưa từng muốn rời xa con. Những năm tháng mất con má như sống trong địa ngục. Con Trúc Trà đâu? Con Trúc Trà đâu? Đi ra đây coi. Con Trúc Trà đâu ha? Ủa, cho hỏi ông là ai mà tới đây la hét sầm vậy? Tao là ba của Trúc Trà. À vậy kêu thằng Hiếu trả Trúc Trà cho tao. Dạ, bác đừng cứ làm mạ mỹ chỗ này. Có gì con mời bác vô trong nói chuyện ha. Tao cũng vô đó. Kêu thằng Hiếu ra đây cho tao. Dạ. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi. Gì vậy anh? Có ông nào ở ngoài cổng á, quậy quá trời luôn. Được rồi, tôi ra liền. Dạ. Hiếu đâu? Ra đây coi. Dạ, bác ba. Mày trả con gái cho tao. Lẹ lên. Ba, ba tới đây chi vậy ba? Con đi về với ba. Con không được giao du với cái đám người này. Đi. Ba, có gì từ từ nói đi. Đây là chỗ làm ăn của anh Hiếu mà. Nè, mày coi trọng mẹ con thằng đó hơn là tao đúng không? Hả? Ông lớn rồi, tại sao không chịu bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau? Ông làm như vậy mất mặt mấy đứa nhỏ. Tôi không nói chuyện với bà. Tôi tới đây đem con gái tôi về. Đi. Ông nên nhớ Trúc Trà cũng là con của tôi. Chuyện này là sao? Bác ba, bác ba không thấy là má con đang rất đau khổ sao? Nếu bác thật sự thương Trúc Trà, mình nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Cậu im đi. Tôi không bao giờ tha thứ cho bà. Cũng như cậu và bá cậu, các người đã cướp đi gia đình của tôi. Các người cướp mất đi hạnh phúc đáng lẽ thuộc về tôi. Ông nói mà không biết suy nghĩ một chút nào. Ông đã mất tích hơn 3 năm. Ông có biết là những ngày tháng đó, nếu không có ba thằng Hiếu thì mẹ con tôi đã chết bời chết bụi rồi. Bà, bà hãy hiểu cho má con đi mà. Hãy hiểu cho má đi ba. Má con đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Con xin ba mà. Ông có biết chuyện gì không? Tôi đâu biết. Chọn đi. Bà đó hay là tao. Bà đừng có bắt con phải lựa chọn có được không? Con cần ba. Nhưng mà con cũng cần má. Hơn 20 năm rồi, con mới có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay. Ủa, cái gì mày kỳ cục quá vậy? Má của thằng Hiếu là má của Trúc Trà. Vậy bác ba là chồng của cô này. Ông im đi. Mày im đi. Ủa, vậy cậu ba tôi là ai? Cũng là chồng của mà ba mà. Ủa, sao mà rắc rối quá vậy? Trời ơi, vậy hai người là anh em ruột sao? Ông đừng có cố chấp như vậy. Ông hãy nghĩ lại cho tụi nhỏ nó nhờ mà. Nếu mày không về nhà liền, ba sẽ từ mày.
về đi con. Nhớ ra. Ba 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 ba. Con về đi con. Thôi ba con giận. Anh vô dắt xe Trúc Trà giùm em. Con về nha má. Ngày mai con sẽ tới thăm má. Khoan đã con, đợi cho ba con nguôi giận đã nha. Để đưa em về. Không cần đâu, còn sớm mà. Anh ở lại chăm sóc má giùm em nha. Con về nha má. Em về đây. Chút Trà cẩn thận nha. Con về nhớ nhắn tin cho má nghe con. Dạ con biết rồi. Con về nha má. Em về nha anh. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Chút Trà cẩn thận nha Chút Trà. Em biết rồi mà. Cà lắm mà nói hoài à. Cái tật của tôi chứ bộ. Thôi mọi người coi vô trong đi. Đi. Ba mình vô đi má. Má ráng ăn miếng hủ tiếu cho khỏe nha má. Má không muốn ăn chút nào hết đó con. Má phải ăn. Má phải ăn để có sức để chăm sóc cho hai đứa con nữa chứ. Trước con mình con thì không nói. Bây giờ có Trúc Trà nữa kìa. Con ăn gì chưa? Dạ con ăn rồi má. Không biết ở bên đó Trúc Trà nó có bị ba nó mắng không nữa. Má đừng có lo cho Trúc Trà nhiều quá. Nhìn vẻ bề ngoài cũng mong manh yếu đuối vậy. Nhưng mà khi đụng chuyện á cũng mạnh mẽ lắm. Má. Má không ngờ đứa con gái má thất lạc hai mươi mấy năm, giờ gặp lại nó xinh đẹp nên người. Má mừng lắm con à. Con biết. Má rất là vừa ý Trúc Trà. Khi con chọn cô ấy con cũng nghĩ đến gia đình mình. Con biết má và cô hai cũng rất thích mẫu người con gái như vậy về làm dâu. Má rất dự ý Trúc Trà, bởi đó là người con gái hiền lành nhân hậu, có thể làm vợ, làm mẹ của các con. Không như con Chiêu Dương, cái con nhỏ đó vẫn không cam lòng bỏ cuộc, vẫn còn theo đuổi con. Con cũng không biết phải nói sao nữa. Con đã cố né tránh rồi, nhưng mà Chiêu Dương dường như vẫn không chịu hiểu. Hôm bữa nó đưa con về thì gặp má. Má đã nặng lời với nó, thấy cùng tội. Nhưng má làm như vậy là cũng có lý do của má. Con biết. Má cũng chỉ muốn làm căng để cho gái bỏ cuộc thôi. Một đứa con gái nhiều thủ đoạn như nó không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Con nè. Dạ. Con phải cứng lòng mới được nghe chưa. Chuyện tình cảm của con với Chiêu Dương bây giờ má không cần phải lo lắm đâu má. Bởi vì con đã chọn Trúc Trà rồi. Nhưng mà con lo cho Chiêu Dương là vì chuyện khác. Con lo chuyện gì vậy con? Chiêu Dương ra đây cũng mở một tụ điểm karaoke, nhưng trong đó là kinh doanh thứ khác mà. Vậy cô ta kinh doanh thứ gì bên trong? Hàng cấm mà. Trời ơi, con nhỏ này nó gan quá. Con cũng không biết tại sao Chiêu Dương lại làm như vậy. Với hệ thống khách sạn lớn ở Sài Gòn, cô ấy cũng đã đủ giàu rồi. Lòng tham con người không đáy. Khi đã bị đồng tiền làm cho mê muội, người ta không biết điểm dừng, cho đến khi rơi vào hố sâu tội lỗi. Đó cũng là điều mà con lo lắng cho cổ. Dù sao thì tụi con cũng đã từng yêu nhau. Con đừng có lo chuyện bao đồng mà hao mòn tâm trí. Tập trung mà lo cho nhà máy trà táo đỏ đi. Dạ. Rồi tiếp đó lo cho chuyện của con và Trúc Trà đi. Má, bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi. Vậy là con với Trúc Trà có thể đến với nhau. Ừ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải thuyết phục được bác ba.
Ngày xưa yếu đuối mà má không bảo vệ được con mình. Giờ thì má khác rồi. Má sẽ đối mặt với ông ấy, nói cho ra lẽ, làm cho ra chuyện. Nhưng mà con thấy bác ba cố chấp quá. Má sẽ không chịu thua ông ấy. Vì các con, má sẽ lật ván cờ này với ba Trúc Trà.